dán bài lắc cầu lượng của bạn độc đáo ạ. Đây càng khổ rồi các bạn, tôi xuống móc lên luôn rồi. Rồi, lên xe. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ với bạn làm cái cây cây ổi các bạn. Thì mình đây có cây ổi nè, trồng cạnh bên cây khế mấy lần mình có làm clip bạn xem đó. Cây ổi này thì lúc đi bứng mình cũng có quay clip bạn xem rồi nè, bứng nguyên cái bầu về còn để đây nè. Chưa có mở bầu ra bạn, để nguyên dòng bầu luôn. Ha. Đó thì để hôm nay mình nghiên cứu mình uống nó coi. Cái cây khế của mình bữa nay nó mình đang thả rừng đó bạn, đầm lùm xùm quá trời luôn nè, nó đang có hoa quá trời luôn kìa. Khế này á thì khế chua các bạn, trái trái nó bự dữ lắm đó, mình đang nuôi thả rừng đó ha. Thì các cái ổi này các bạn, lúc mà mình bứng về đó thì các bạn thấy là mình trồng xong mình có quắn cái rơm vô cái thân nó đó, bởi vì cái thân này nó cao nó dài lắm bạn, phơi ngoài nắng á thì sau khi mình quắn cái thân nó bằng rơm đó, thì nó lên lùm xùm mà nó chui qua cái rơm luôn các bạn thấy không đó. Thì hôm nay thì cành nhánh nó cũng nhiều quá bạn, dài rồi thì để mình lọc những cái nhánh mà nó thừa đi mình uống nó các bạn. Thì cái cây này y như ý tưởng ban đầu mà lúc mình có làm clip cho bạn xem á, lúc đi bứng đó, thì dưới đây nó có những cái nhánh nằm ở dưới gốc nè đó, sau này mình có thể mình làm cái tán từ dưới gốc đây ha, một hai tán thưa đó bạn, rồi mình có thể mình uống một cái nhánh cho nó đi cao lên xíu ở trên cái phần thân trên các bạn. À, trên nó có cái chỗ cái co lắc của cái phần thân nó không có được thẳng cái cây các bạn, thành ra mình dùng cái nhánh này nè, đó mình uống cho nó cặp theo cái phần thân này các bạn, để tạo tán cho nó đỡ chống sau này. Đó, do là cái cây này cái phần thân nó không có thẳng các bạn, nó lắc ngay đây nè, thì mình có thể mình uống cái phần nhánh này lên để tạo cái phần thân mà nằm ngay chỗ cái co lắc của cái phần thân mà nó bị khuyết nè bạn. Đó thì trước mắt là mình uống cái cành này lên, nó nhỏ nằm đây thôi, mà tương lai thì mình thả rừng thì cho nó lớn lớn xíu, nó có thể nó giống như một cái thân đó, nó giống như một cái thân cây cây tử bạn, nằm trên cái lưng của cái cây của cây mẹ ha. Đó thì đây mình lắc cái cành này ra tạo một cái tán này nữa các bạn. Trước mắt thì mình làm cái này là định hình đó các bạn ha. Đó, còn ở phần trên này nè, ngay chỗ đây nữa các bạn, nó có mình chừa cắt chừa lại dài ở đây nhưng mà lại nó không đâm nhánh các bạn. Đó, thành ra bây giờ nó còn dư một khúc đây nè. Thành ra cho thằng tán nó lên nó cắt luôn các bạn. Nó cắt cái phần thân của cái ổi này á mà nó dư khúc vậy mà nó không đâm nhánh nè, các bạn thấy không? Nó đâm ở trong đây. Đó thì còn những nhánh thừa cái bên thì cũng cắt luôn các bạn. À, mình cắt cho nó trống ra mình uống thưa cành thôi bạn, tại cái cây này nó lớn lắm, mình uống mà nó nhặt cành quá thì nó không có phù hợp, thành ra bắt buộc mình uống thưa cành nha, dọc dọc theo cái phần thân bay này nè. Đó, những nhánh thừa thì mình cắt bớt ra ha, ở đây các bạn
Thì đúng ra là cái nhánh này nó nằm lên trên xíu nhưng mà lại nó không có đâm mà nó đâm thấp dưới này, thành ra bây giờ mình cắt nó luôn rồi mình dùng cái cành này mình uống ra các bạn ha, uống cho nó thấp xuống cho nó hở ra, bởi vì hai cái nhánh nó muốn sát lại nhau đó, thì mình dùng cái cành này nó lợi dụng cái dài đó các bạn, mình lắc nó xuống đó, lắc cho nó thấp xuống xíu để cho nó tạo cái khoảng cách giữa hai cành, cành trên cành dưới các bạn. Thì ở dưới này còn một nhánh nhỏ nữa, mình dự phòng nó đi ha, chừa nó để nó uống nhánh này coi nó sao. Tiếp theo thì những cái cành trên nữa các bạn, những cành trên nó cũng còn thừa dữ lắm, mình chỉ cần để xa xa một cành thôi các bạn ha, cho con tắn nó cắt bớt đi, rồi mình xa xa một cành thôi, không để nhiều ha. Đó Nãy giờ cắt bỏ xong rồi, những cái nhánh mà mình lọc bỏ hết rồi bạn, thì y như ý tưởng ban đầu đó, là có cành nhánh ở đây, đồng thời là phải có cành nhánh theo cái phần cong của cái cây mà nó ẩn vô đây nè bạn, nó có mấy cái nu mà. Nhưng mà cái chỗ này nó thất bại, nó không lên à. Bây giờ là mình uống theo cái này lên ha, tạo tán nó, đây tán nè bạn, tán trên kia rồi, chỗ đó làm cho đỉnh cao nhất các bạn ha. Nổi cái cây này nó hơi nghiêng nè, mình có thể mình cho nó về bên đây chút xíu nữa là cái này nó thấp xuống thì cái đó nó cao lên đó, thì tí nữa đó mình chừa lại một mầm vào đó các bạn, cái nó uống bay qua đây nữa là ok rồi ha. Trên đây thì mình lợp theo cái cành đó đó, thì cái ngọn này nữa mình cũng lợp theo luôn, đơn giản như bạn. Giờ tắng nó đang quấn dây để cho nó quấn xong đi ha, nó vô dây xong bây giờ mình lên mình lắc cho bạn xem. Sau khi mà mình lắc lượng nãy giờ xong các bạn, thì các bạn thấy chủ yếu là những cái tay cành mình lắc nó đó là định hình nó thôi, nó là cái tay cành chính của nó đó các bạn. Thì sau này nó còn rất là nhiều cái xương nữa thì cái cây nó mới đẹp được các bạn ha. Đó thì đối với một cái cây bay á, thì chủ yếu là cái cốt các bạn, chủ yếu là cái cốt chính của cái thân nó nè. Thì cái phần thân này á, thì nói chung thì nó cũng không có được như ý mình ha, nhưng mà rất là quái các bạn, lắc không được nghĩ mình thôi. À, khi mà lên bay đó thì các bạn lấy thấy cành bay lắc rất là đẹp nha các bạn ha. Đó thành ra hầu như là cái cây này là nó đã có cành bay sẵn, mình đâu có bỏ cái phần lớn của nhánh nào đâu à. Những cái cành mình cắt này là nó vừa nhịp nó luôn đó, thay vì hồi xưa những cái cây mà cái mình phá ra đó là cắt một nhánh bự đâu đây nữa bạn, để có cành bay này. Mà cây này nó đã bay sẵn rồi, thấy là lúc mà mình đi bứng đó, nằm ở dưới cái bờ mương đó là nó đã có cái cốt cành sẵn rồi, thành ra mình thấy cái cây này thì nó có lý bạn ha. Thì sau khi lắc lượng định hình nó thì nó như thế này, thì để nay mai nó đi, mình còn làm nhiều lắm bạn ha, còn nhiều cái chi tiết trên đây, những cái cành xương của nó đó thì nó mới ra được cái cây, rồi nay mai còn phối cảnh nữa đó. Thì bây giờ trước mắt là lắc nó đi như thế này trước đi ha, rồi đó là nay mai làm tiếp. Giờ để cho thằng Tấn nó leo lên, nó dùng cái dây rơm như nãy đó các bạn, đẩy nó lại, chứ không thôi là mà không có rơm đó là nó bị dập cái phần thân nha các bạn đó. Cái rơm này mình cần phải đẩy lâu lắm, chứ mà nếu mà không có rơm này thì nó hư phần thân là chết luôn á. Đó. Bây giờ là để thằng Tấn nó tha thêm lớp keo nữa kìa cho nó chắc đi, để phơi nắng dữ lắm các bạn. Rồi cái mình đưa cái rơm lên cho nó cục cái rơm lại, cho đậy cái phần thân lại hết ha, chống nắng các bạn. Bạn biết nếu mà không có cái rơm này là cái thân á nó sẽ bị dột ra cháy nắng, thành ra buộc cái rơm lại nữa cho nó chắc cú ha. Rồi mình xin dừng cái video tại đây ha, xin chào và hẹn những cái video tiếp theo.